Rồi giờ đây nè cả nhà, thì em quay cái cây nái nhà em để cho cả nhà mình biết thấy được cái cây mà lớn mình ghép nó phát triển như thế nào. Thì cây này hôm rồi em lấy được khoảng 1.500 bo ha, 1.500 bo, hiện nay nó ra xum xê lại, gốc này ghép khoảng 60 mấy hoành ha. Cây này thì em để em làm cây nái để cho mấy anh em tới mình thấy được cái cái độ mà nó già nó lạ của cái cây mai xoắn ha. Mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 5, bên vườn nhà em có lên cái clip để giao lưu với cả nhà một cái lô mai xoắn ha. Thì cũng như cái lô này cũng như những cái lô trước thôi ha, gốc nó thì rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Gốc thì tầm nhỏ hơn tay út em ha, tới ngón tay út, nó có đủ trạng vậy đó. Thì cái tầm trung bình thì nó bằng cái viết bi nha các nhà, bằng cái viết bi. Cái này được em ghép khoảng tầm khoảng 4 tháng nè, này nó đi cơi hai dài ha các nhà. Thì do nhiều khi mấy anh em thấy lúc em quay thấy gốc to mà khi gửi tới là sao gốc nhỏ, thì em có nói cái kích cỡ cả nhà lắng nghe giùm em nha, nó khoảng cây viết bi thôi nha. Tại khi em quay cái cây nhỏ thì quay gần cho cả nhà mình thấy nó dễ á, mình thấy dễ, cái cây mình tưởng cái cây nó to nhưng thực chất thì khi gửi tới thì nó tầm khoảng cây viết bi ha, cái chứ tới cái ngón út thì nó ít lắm. Thì cả nhà mình xem so sánh giúp em ha. Để thôi tới thì nói gốc nhỏ từ nghiệp em, thì em đăng bán em có nói kích cỡ á. Thì những cây như thế này thì em giao lưu cả nhà mình với giá là 100.000 đồng một cây nha, 100.000 đồng một cây. Thì từ 3 cây em bao phí ship cả nhà mình nha, 3 cây em bao phí ship ha. Thì nếu như anh chị em nào lấy 10 cây thì em tặng một cây. Thì cái lô này thì cái đế đều gan à, chứ em không có làm mẫu làm mặt gì hết ha, nó đều rất là đẹp. Đấy, cây nào cũng có cũ hết 100% ha. Cây nào mà gửi tới mà em không có xử lý đế thì cả nhà mình cứ điện cho em tả lại. Ví dụ có một vài cây xấu này thôi em không có gửi cả nhà đâu. Cái tược thì nó chưa lên dài cho lắm, nhưng mà cái gốc thì phải bao đẹp cả nhà mình ha. Lô này thì gốc thì rất là ok, với hiện tại nó đang rất là mạnh rồi. Gốc giờ nó mạnh rồi, tại vì em ghép cũng được 4 tháng hơn rồi. 4 tháng hơn ha. Hiện tại thì lô này có tầm khoảng được 300 cây. Anh chị em nào có mua về trồng hay gì đó thì liên hệ cho em. Em cũng chuẩn bị có xuống đất em trồng một số cả nhà. Tại vì có nhiều cái em có thấy nhiều cái cây mai mà trồng gốc nhớt á, mình ghép từ dưới ghép sát gốc vậy nè. Khi nào mà nó liền cốt nó lớn, cái cây nhìn nó đẹp kinh khủng lắm. Nên cái hướng em chắc tầm khoảng 500 cây ha, 500 cây để sau này mình có những cây mà nó già mình chơi ha. Bây giờ cứ nhỏ nhỏ mình bán hết thì tới khi đó mình không có cây để chơi cả nhà. Thì cũng xin nhắc lại cả nhà ha, cái lô này em giao lưu cả nhà mình giá là 100.000 đồng một cây, thì từ 3 cây em bao phí ship ha. Thì cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ em. Thì bên cạnh đó vườn nhà em cũng còn rất là nhiều các giống khác ha, cũng nó nằm cái mẫu đế như thế này, như vậy á. Như này là cúc 150 nữa cả nhà, đế nó cũng rất là đẹp luôn đấy, ra cao tùm này, cúc 550, cúc thanh tú, cúc hai tầng, mai nu ha, mai dảo bạch kim, mày lá rí, nói chung là rất là nhiều móng rồng các loại ha cả nhà. Móng rồng thì đọt xanh, đọt đỏ, đọt hồng ha, bộ thì em bán 450.000, này đọt hồng nè cả nhà, hồng thì cái màu rất là đẹp ha. Giờ hơi tối nên giờ em quay mình kết thúc cái clip nó sớm để cho cả nhà mình dễ thấy hơn ha. Thì nói chung thì em bao cả nhà mình gốc đẹp nha, gửi tới là bảo đảm đẹp 100%. Thì với lại là thứ nhất, thứ hai là khi gửi tới mà cây có bị gãy hay gì thì em bao đổi trả nha cả nhà. Chắc nếu như gãy một cây thì thí dụ như em chuyển tiền lại cho cả nhà mình nha. Tại vì có một cây mà giờ em đóng thùng em gửi đi thì chi phí nó cao quá. Nên thí dụ gãy cây nào thì em chuyển tiền lại nhà cả nhà cây đó. Mỗi cây mỗi trăm, một cây 100.000 hết cả nhà.
cái cây này á, thì nói chung á, thì em ghép cũng tầm khoảng một năm thôi cả nhà, năm thôi. Cây mai sắn á, thì cả nhà mình không có lo cái chuyện mà chuẩn giống hay không chuẩn giống gì tên, tại vì cái cây nó quắn là nó ok, cũng quên nó quắn nhặt á. Còn những cái cây mà nó quắn lơi thì mình chơi nó không có đẹp thôi. Nhưng mà cũng xin nói thêm cả nhà mình, cái dòng mai sắn này em có cách nay khoảng 3 năm nha cả nhà, thì em cũng là một trong những người mà có cái cây mai sắn đầu tiên ở xứ Bến Tre này nè. Cái thời điểm đó cái bo nó mắc lắm, tầm cũng khoảng 1 triệu một bo ha. Nói bo không phải bo nhưng mà ghép vô cái cây mai tứ quý bằng tay cái vậy nè, bằng tay cái vậy, nhưng mà nó cây nó rất là xấu, không có đế đắm gì đó, thì ghép vô là mua 1 triệu một cây đó. Mà mình không phải nói giá nó hiện tại cao thấp, nhưng mà năm nay cái bông nó quá là đạt hết cả nhà, quá đạt. Thì em cũng có quay nhiều cái clip cho cả nhà mình xem rồi đó, cái bông đạt kinh lắm. Cái này to quá, phải đi xa ra ngoài xa cho quay cho cả nhà mình coi nó mới hết được cái cây, rất là to. Còn xa này khoảng 2 mét này quay chưa hết cái cây cả nhà. Đấy, giờ mới thấy nè, muốn quay gần cho cả nhà mình coi cái độ co, độ lắc của nó ha. Thì sau này nó già nữa thì những cái co nó quấn cục lại với nhau, nhìn nó gù, nó ghê lắm cả nhà, nhìn nó lạ lắm, nó quái lắm. Thì cũng theo như em biết thì cũng ít anh em có ghép những cây mà mai mà sắn mà ghép vô gốc lớn ha. Em thì em thích quá, anh ghép vô đại. Cây này hồi xưa không có sung lắm, nhưng mà khi ghép vô rồi giờ nó phát triển rất là sung luôn, rất là mạnh. Đây, cái cây bên này hôm rồi là cái cây em ghép, cây đại lộc nó bị đốc nè, bị đốc thì em ghép lại nè, này nó ra tùm cả nhà. Thấy ghép mới trong vòng khoảng đầu năm á, ghép đầu năm bằng nay ok ra chưa. Phát triển rất là ok luôn. Rồi, thôi em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình ha. Thì bên cạnh đó em cũng còn một số cái lô mai sắn to to nè. Em có đăng tin như mấy cái bài trước á. Thì cả nhà mình có xem thì vô xem, có nhu cầu thì vô xem ủng hộ em ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.